Nhắc đến Sáo Trúc, hầu hết mọi người đều biết đến chàng trai trẻ Bùi Công Thơm với biệt danh Cây Sáo Thần, người đã góp phần đưa cây sáo trúc Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ ngày nay. Bùi Công Thơm sinh năm 1988, bắt đầu học và làm sáo từ năm 1997. Năm 1999, anh thi đỗ vào trường Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngày đó, anh được các thầy cô như nghệ sĩ ưu tú Hồng Thái, nghệ sĩ ưu tú Tiến Vượng, thạc sĩ Lên Phổ dày công đào tạo. Trong thời gian đó, anh đã đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi âm nhạc, như huy chương vàng cuộc thi Liên hoan làn điệu dân ca và nhạc cụ dân tộc thiếu nhi thủ đô lần thứ 2 năm 1999 và lần thứ 4 năm 2003. Giải khuyến khích cuộc thi Độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ 2 năm 2003. Giải nhì cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần thứ 3 năm 2008. Đầu năm 2006, Bùi Công Thơm bắt đầu phát triển các phong trào sáo trúc như thành lập các câu lạc bộ, các lớp học tặng sáo miễn phí cho các bạn yêu sáo từ Bắc vào Nam. Các cuộc thi thường kỳ về sáo trúc, các hoạt động đã thu hút được hàng nghìn bạn trẻ quan tâm và tham gia với nhiều độ tuổi khác nhau. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình NetViet Story phát sóng trên kênh VTC10 NetViet. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay chính là cây sáo thần Bùi Công Thơm. Được biết là Thơm cũng là người sáng lập thương hiệu sáo trúc Bùi Gia, một người mà đang góp phần để đưa cây sáo trúc của Việt Nam đến gần hơn với quý vị khán giả cũng như là những người yêu nghệ thuật. Xin được cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ngân và cảm ơn toàn thể quý vị khán giả. Trước hết thì mọi người đều rất là tò mò muốn biết là Bùi Công Thơm đã đến với cả cây sáo như thế nào và cái điều gì ở cây sáo đã khiến cho bạn theo đuổi nó đến cái độ mà người ta đặt cho bạn cái biệt danh là cây sáo thần? Mình đến với cây sáo từ năm 1997. Thì thực ra thì nếu mà để nói đến cái hành trình mà mình đến với cây sáo thì phải nói đến từ duyên là nhiều. Bởi vì là cái quãng thời gian mà mình nghỉ hè năm 97 thì ở trên làng trên thì có một bác cũng làm về nghệ thuật. Và khi bác ấy xuống dưới nhà mình chơi ấy, thì bác thấy rằng là mình, anh trai mình lúc đấy cứ đi chơi đen nhẻm ấy. Thế là bác ấy cũng chia sẻ bố mẹ rằng là tại sao không cho hai anh em đi học nghệ thuật mà lại cứ để nhà chơi như vậy. Thì lúc đó thì bố mẹ mình thì không nghĩ rằng là sáo có thể phát triển được. Và chỉ đơn giản là các cụ nghĩ rằng là sáo chỉ thấy ở trong những cái ban nhạc hiếu hoặc là các cụ chơi ở trong làng thôi. Thì sau đó thì bố mẹ mình nghĩ rằng cho đi học đàn óc. Và khi đến học đàn óc thì đúng là cái cơ duyên nó đến từ lúc đó, là thầy đàn óc hôm đấy lại nghỉ. Và chính cái người thầy đầu tiên của mình là thầy Lê Thái Sơn thì hôm đấy lại đi làm rất là sớm. Và thấy anh em mình và bố mẹ mình ngồi ở ngoài đó và cảm thấy rằng là rất là đáng yêu và nghĩ rằng là có thể học sáo được. Và thầy đã hướng cho anh trai mình đầu tiên là để đi học sáo. Thì sau đó thì từ cái niềm đam mê của anh trai mình với cây sáo và mình nghe được cái âm thanh của cây sáo, mình cảm thấy thích quá. Thì lúc đấy là bắt đầu là cứ bám đuôi theo anh để học sáo thôi. Và từ đó là cái duyên học sáo nó đến từ khi đó. Một cái tò mò nữa là không chỉ dừng lại ở cái việc là khám phá bản thân mình cùng với cả cây sáo và phát triển sự nghiệp của mình cùng với cả cây sáo, mà bạn còn mong muốn là chia sẻ cái hiểu biết này, trước hết là cái hiểu biết về nhạc cụ sáo truyền thống của Việt Nam đến với cả các bạn trẻ, mà thậm chí là bạn còn thành lập những cái câu lạc bộ, tổ chức những cái hoạt động để mà đông đảo các bạn trẻ biết tới và yêu mến và học chơi sáo và thậm chí là thi thố với nhau nữa. Thì từ bao giờ thì mình bắt đầu có cái hoạt động đó và xuất phát từ đâu mình lại có những hoạt động như vậy? Thì mình học ở trong trường đến khoảng năm trung cấp 2, nghĩa là lúc đó nó rơi vào khoảng năm 2006. Là khi mà bắt đầu mình có tham gia nhiều các cái cuộc biểu diễn ở trường, thì nhiều các cái hội nhóm ở trường, các cái ban nhạc ở trường ấy, thì dần dần là mình đi diễn ở nhiều nơi, thì cũng có rất là nhiều các bạn đã biết đến thì không biết là bằng một cách nào đó các bạn tìm được số điện thoại của mình, thậm chí ngày đấy còn đang là chơi Yahoo với nhau ấy. Đấy, thì là các bạn ấy có tìm được và bắt đầu các bạn ấy kết bạn và cũng hỏi han rất là nhiều điều về sáo, thì tự mình chợt nhận thấy rằng là nếu như bây giờ mà có một cộng đồng chơi sáo, một cái câu lạc bộ chơi sáo nào đó thì phải nói là rất là hay. Thì bắt đầu mình lại rủ các bạn cùng nhau đến một cái công viên nào đó để cùng nhau thổi sáo. Trước kia là công viên Thống Nhất, rồi công viên bên Hồ Thành Công, rồi rất là nhiều chỗ. Thì bắt đầu cùng nhau ngồi thổi sáo chơi với nhau thôi. Thì đương nhiên là lúc đó thì mình là cái người mà có cái chuyên môn cao nhất ở trong đó, bởi vì là mình được học một cách cơ bản mà. Còn các bạn khác thì đều là những các bạn sinh viên yêu thích thôi. Bắt đầu giúp các bạn này cầm sáo như nào này, thổi ra làm sao này, làm thế nào để thổi được hay này. Thì tự cảm thấy rằng là khi phát triển một cái cộng đồng lên thì đúng là nó hay thật. Và
mình tự cho mình thấy rằng là mình cần phải có một cái trách nhiệm mình làm như vậy. Từ đó thì mình bắt đầu có cái ý tưởng xây dựng các cái câu lạc bộ. Đầu tiên là offline thôi. Được biết là ngoài các câu lạc bộ thì Thơm cũng có mở các cái lớp học và hướng dẫn miễn phí cho các bạn muốn học giáo. Thì bạn có thể chia sẻ thêm một chút về điểm này được không? Sau khoảng 2 năm phát triển các cái câu lạc bộ mà khi mà các bạn thường họp với nhau hoặc là giao lưu với nhau ở ngoài các cái công viên ấy, thì sau 2 năm đấy thì mình nhận thấy rằng là nếu như mà để mà các bạn tiếp thu được một cái kiến thức nó bài bản ấy, thì chúng ta cũng cần phải có những cái cơ sở vật chất, cần những cái không gian nó đủ yên tĩnh thì mới có thể truyền đạt cho mọi người dễ hơn. Thì lúc đó tôi mới nghĩ ra rằng là mình cần kiếm một cái địa điểm nào đó để phù hợp hơn cho cái việc hướng dẫn các bạn. Bản thân tôi thì khi hướng dẫn với các bạn thì hoàn toàn là free 100%, và chỉ là cùng nhau để đóng vào những cái tiền mà phải chi trả cho vấn đề mặt bằng mà thôi. Và sau 2 năm phát triển ở ngoài công viên thì tôi đã có những cái lớp học miễn phí, có cơ sở, tất nhiên nó không phải là quá khang trang, thế nhưng mà tôi nghĩ là cũng tạm đủ để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức. Thời điểm đó là Thơm bao nhiêu tuổi? Lúc đó thì tôi nghĩ là khoảng 18, 19 gì đấy. Tuổi đời còn rất trẻ đúng không? Ở trên bàn lúc này thì chúng ta có một cây sáo. Và cây sáo này thì không phải là nó chỉ là một cây sáo thông thường, mà nó còn, tôi nhận thấy là nó có một cái thương hiệu riêng. Đó là sáo trúc Bùi Gia. Thì đây cũng là một cái đứa con tinh thần khác của bạn trong cái lĩnh vực khởi nghiệp. Thì Thơm có thể chia sẻ một chút là từ bao giờ thì bạn nhận thấy là mình không chỉ là có thể đam mê và trở thành một người nghệ sĩ, một người thầy cùng với cả nhạc cụ đặc biệt này, mà mình còn có thể khởi nghiệp nữa? Ban đầu tiên thì khi mà phát triển các cái câu lạc bộ thì đúng thật là mình thấy là cái số lượng của các bạn vẫn còn rất là ít. Thì lúc đó thì đơn giản rằng là mình có thể làm được thì mình tặng cho các bạn để các bạn cùng chơi với mình. Lúc đấy là gần như cũng là vừa là giúp đỡ các bạn mà vừa cũng là tìm người để chơi cùng. Đấy thì sau khi mà mình tặng cho các bạn thì các bạn càng nhiều người biết thổi thì bắt đầu cái sự lan tỏa nó càng lớn ra. Và sau khi thì bắt đầu cái internet nó bắt đầu bùng nổ ấy, nó rơi vào khoảng năm 2008 gì đó, mình nhớ không nhầm lúc đó. Có thể là nó bùng nổ trước hoặc bùng nổ sau, nhưng mà với cái cảm nhận của mình thì nó là như vậy. Thì bắt đầu càng nhiều người biết đến sáo thì lại càng nhiều người có liên hệ với mình, có thể liên hệ là trao đổi với mình về cái việc mà thổi như nào cho nó hay, hoặc là làm thế nào để thổi được. Thì ngoài những cái trao đổi đó thì các bạn cũng có những cái nhu cầu là khi biết được thông tin là cần phải thổi như nào rồi thì các bạn phải cần một cái nhạc cụ thực tế để thực hành trên đó. Thì lúc đó các bạn lại muốn rằng là mình có thể giúp các bạn để làm cho các bạn một cây sáo. Thì đương nhiên là lúc đó thì cái số lượng nó nhiều rồi, nó không còn 1-2 bạn hay 5-7 bạn nữa, mà nó là mấy chục bạn, hàng trăm bạn. Và dần dần cái con số nó lớn rất là nhiều. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng là nó có thể trở thành một cái sự nghiệp của mình để khởi nghiệp. Năm 2010, diễn đàn sáo trúc.net được anh thành lập và xây dựng với quy mô rộng khắp, đã kết nối được rất nhiều bạn trẻ yêu sáo trúc trên mọi miền Tổ quốc. Như vậy là với mong muốn bảo tồn và phát triển nhạc cụ dân tộc, Bùi Công Thơm đã mang tình yêu, niềm đam mê với cây sáo trúc của mình đến gần hơn với các bạn trẻ. Với đôi bàn tay khéo léo và chuyên môn được đào tạo bài bản, cùng sự khát khao, niềm đam mê cháy bỏng với cây sáo trúc, Bùi Công Thơm đã xây dựng xưởng sản xuất sáo trúc, tạo ra nhiều bước đột phá trong việc sản xuất và chế tác cây sáo trúc Việt Nam. Hàng vạn cây sáo trúc mang thương hiệu Bùi Gia do anh sản xuất đã được chắp cánh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, sáo trúc Bùi Gia đã khẳng định được thương hiệu của mình trên tầm quốc tế. Không chỉ đơn thuần là những cây sáo tốt, mẫu mã đẹp, mà còn là những cây sáo giữ nguyên được nét mộc mạc, giản dị, phù hợp với truyền thống con người Việt Nam. Hiện sáo trúc Bùi Gia không chỉ thành công với những mô hình kinh doanh sáo trúc với doanh thu ổn định, mà một điều khiến Bùi Công Thơm tâm đắc hơn cả, đó chính là thành công trong việc hướng dẫn những người không biết về sáo trúc có cơ hội tìm hiểu về nó, sử dụng nó và mang nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với các bạn trẻ. Cá nhân Minh Ngân thì không nắm chắc lắm, nhưng mà nghệ sĩ nào mà thổi sáo thì cũng có thể làm sáo giống như là Thơm, hay là cái này là chỉ riêng đối với cá nhân bạn thôi? Việc biết thổi sáo và có thể là thổi sáo hay nữa, thế là một yếu tố rất cần thiết để làm được một cây sáo hay. Nhưng mà thực ra nó không phải một yếu tố tiên quyết, nghĩa là không nhất thiết là phải như vậy. Cũng có những người mà họ thổi sáo không quá giỏi nhưng họ vẫn có thể làm được sáo hay. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta mà là một người thổi sáo hay mà một người am hiểu về nghệ thuật một cách cơ bản thì đấy là một cái yếu tố rất thuận lợi và có thể phát triển ngành nghề một cách rất là xa, rất là tốt.
chia sẻ với mình là có cái điểm gì đặc biệt trong cái cây sáo này và mình mất bao lâu thì có thể phát triển hoàn thiện đến cái trình độ như thế này? Như các bạn có thể nhìn thấy cây sáo mà bạn Ngân đang cầm trên tay thì nó được làm từ nguyên liệu là một cái cây nứa. Trước kia thì chúng ta vẫn hay gọi nó là sáo trúc, nhưng mà chung quy lại thì sáo trúc nó chỉ là một cái tên gọi của cây sáo của Việt Nam mà thôi. Thế còn về nguyên liệu thì có rất là nhiều nguyên liệu có thể làm được cây sáo. Và một trong những nguyên liệu đang được yêu thích và rất nhiều người sử dụng đó là nguyên liệu bằng cây nứa. Cây nứa này thì mọc ở trên rừng. Nên tuy nhiên, nứa các bạn đang nhìn thấy không phải là cây nứa nào cũng có thể làm được cây sáo, mà nó còn phụ thuộc vào độ già, non, thậm chí là vùng miền cây nứa nó sinh ra nữa. Chúng ta có những cây nứa Nam, có những cây nứa Bắc. Và trên tay của Ngân đang cầm đó là một cây nứa Bắc. Nhìn nó rất là mộc mạc, có những cây nứa nhìn nó rất là vàng, rất là đẹp, nhưng đấy là cây nứa Nam. Mình thì lại yêu thích một cây sáo nứa Bắc, nhìn nó mộc mạc hơn. Và để làm đến một cây sáo như này thì nó có rất là nhiều công đoạn. Từ công đoạn là chúng ta phải lên rừng, chúng ta lấy một cây nứa này về, sau đó chúng ta phơi cho nó đủ độ khô, chúng ta cưa, cắt, phân tích xem là nó thông số của nó phù hợp với cây sáo trầm, với cây sáo cao hay là cây sáo tên gọi cây sáo, nó có rất nhiều các cây sáo khác nhau. Và khi chúng ta phân tích được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành để xử lý cái ống nứa đó. Xử lý từ việc gọi là chúng ta cho vào, chúng ta khoan mồi, chúng ta khoét, chúng ta đo từng nốt một. Sau đó thì khi xong rồi chúng ta lại kiểm tra test một lần nữa và chúng ta làm rất là nhiều công đoạn chỉ để ra được một cây sáo. Với cái đam mê mà truyền lửa, truyền cái tình yêu của mình đối với cái cây sáo đến với những cái người khác thì sao, đối với những cái bạn trẻ của Việt Nam thì sao, bạn hiện tại có tương đối là hài lòng với những cái gì mình đã làm được hay không? Mình cảm thấy chưa hài lòng lắm, bởi vì như này, hiện tại bây giờ mình vẫn đang triển khai các lớp học miễn phí. Mà đương nhiên là khi mà các lớp học miễn phí thì các bạn biết rồi, thường thì mình dạy trực tiếp, thế nên là cái số lượng cũng có thể nhiều nhất nó lên đến 20-30 bạn ở cùng. Nhưng mà hiện tại thì nhu cầu của các bạn học sáo còn rất là lớn. Các bạn không thể bay từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội để tham gia lớp học của mình được. Đấy là điều hết sức khó khăn. Và nếu như để dạy online thì đôi khi các bạn cũng có thể thấy được rằng là cái cơ sở vật chất về Internet của mình hiện tại cũng chưa thực sự phát triển. Có thể trong nội bộ Hà Nội với nhau, chúng ta nói với nhau rất là dễ, chúng ta đường truyền rất là tốt. Thế nhưng mà có những bạn thì bạn ở tận trên núi cơ, hoặc cả nhà bạn ở tận một vùng rất là sâu, rất là xa. Có được đường truyền Internet là một điều hạnh phúc rồi, thậm chí là có điện cơ, chứ chưa nói đến đường truyền Internet là đã là một hạnh phúc rồi. Nhưng các bạn lại có một niềm đam mê cháy bỏng đối với sáo trúc. Và bây giờ tôi phải làm thế nào? Không thể làm thế nào để giúp các bạn có thể thổi sáo được, ngoài cái việc là up các clip giảng dạy lên trên YouTube và các bạn là cố gắng để đáo clip đó về để các bạn xem thôi. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng về việc đó. Tôi muốn là làm sao để ít nhất tôi có thể nói chuyện với các bạn, không phải là trực tiếp, nhưng mà có thể nói chuyện với các bạn bằng một cái đường truyền thực sự tốt, bằng một cái tín hiệu hay bằng một cái phương thức nào đó để nó gần nhất với cái việc mà tôi có thể cầm nắm tay các bạn, hướng dẫn các bạn. Thì đấy, lúc đó thì mình mới cảm thấy được thực sự hài lòng. Có thể nói là rất là tâm huyết đúng không? Không chỉ mong là có thể hướng dẫn được cho các bạn mà phải là hướng dẫn tận nơi, tận tình để mỗi một người mà đam mê với sáo thì đều có cơ hội được học hỏi và phát triển cái đam mê của mình. Bởi vì biết đâu đó giống như là nhạc sĩ Lê Thái Sơn lại có thể tìm ra được một người cũng đam mê với sáo, cũng mong muốn để phát triển tình yêu đối với cây sáo Việt Nam đến với nhiều người hơn, giống như là Bùi Công Thơm đúng không? Một lần nữa thì rất là cảm ơn Bùi Công Thơm đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chúc cho những cái dự định của Bùi Công Thơm sẽ hoàn thành được và còn thậm chí là còn vượt xa ngoài cái mục tiêu của bạn nữa, để thêm nhiều người biết tới cây sáo của Bùi ra, biết tới nghệ thuật của Việt Nam với cả cây sáo trúc. Xin cảm ơn Ngân và cảm ơn toàn thể quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nét Việt Story ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.